Hello, xin chào quý vị, chào các bạn. Ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị cách để tạo bot role support Telegram. Tiếp theo, ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị tạo bot tự động gửi tin nhắn vào cái group của quý vị. Và quý vị có thể hẹn thời gian bot sẽ tự động gửi một tin nhắn vào trong cái group mà quý vị quản lý. Ok chưa? Thì để hiểu được cái video này thì quý vị nên xem những cái video trước mà tôi đã chia sẻ. Thì đây là danh sách tất cả các video nó liên quan đến bot role cũng như là tạo group và channel Telegram. Quý vị nên xem từ cái phần 0 này, nếu như quý vị chưa thành thạo. Đó, cái phần số 0 là tạo group và channel Telegram, thêm bot báo giá crypto, thêm bot support trên điện thoại. Rồi, tiếp theo là cái phần 1 là tạo bot role support Telegram. Phần 2 là các lệnh căn bản của bot role. Phần 3, các lệnh của bot role, lệnh filter và add blacklist. Phần 4, các lệnh căn bản của bot role, lệnh anti-phish, chặn tin nhắn spam Telegram. Ok, thì quý vị hãy mở Telegram, đăng nhập bằng tài khoản của quý vị. Và ở đây thì tôi đã tạo sẵn một cái group và tôi quản lý cái group này của tôi. Ok, bây giờ quý vị hãy vào trình duyệt và quý vị hãy vào cái địa chỉ https://www.tenemi.io. Đó, quý vị đánh đúng cái địa chỉ này. Rồi, quý vị chọn vào Get Started Free. Ở cái bước này, quý vị để ý, quý vị có thể chuyển sang tiếng Việt. Đó, chọn tiếng Việt này. Rồi, bây giờ tôi sẽ đăng nhập bằng tài khoản của tôi vào cái tenemi.io này. Login này. Thì lần đầu quý vị đăng nhập, nó sẽ yêu cầu quý vị nhập cái số điện thoại mà quý vị đang sử dụng Telegram. Ok chưa? Bởi vì ở đây tôi đã đăng nhập nhiều lần rồi nên nó không yêu cầu nhập cái số điện thoại nữa. Rồi sau khi nhập số điện thoại thì nó sẽ báo một cái tin nhắn. Đây, nó sẽ báo một tin nhắn là quý vị đã đăng nhập. Và quý vị phải mở cái Telegram của quý vị lên để xác nhận rằng quý vị là người đăng nhập vào cái trang web tenemi.io. Đó, thì nó sẽ có một cái thông báo như thế này khi quý vị đăng nhập thành công trên cái Telegram của quý vị. Ok chưa? Rồi, và khi quý vị xác nhận rồi, quý vị còn phải xác nhận là đăng nhập một lần nữa ở cái trình duyệt web trên cái địa chỉ tenemi.io này. Ok, thì đây tôi đã đăng nhập vào rồi này. Bây giờ quý vị hãy thêm cái bot tenemi vào cái nhóm và cái group mà quý vị đang quản lý. Đó, bây giờ tôi sẽ mở cái group. Đây, ví dụ tôi đang quản lý một cái group này chẳng hạn, thì tôi sẽ thêm cái Telemi vào đây. Tôi sẽ chọn vào Add. Tôi sẽ chọn cái dấu cộng và hình người để thêm thành viên vào group mà tôi đang quản lý.
ở cái ô tìm kiếm, quý vị hãy đánh là telemi. Quý vị chọn luôn là telemi.io để thêm cái bot này vào group của quý vị, chọn add. Ok, thì quý vị thêm vào, nó sẽ có một cái thông báo này: vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu bạn muốn thêm bot này vào nhóm. Xin chào, tôi là bot Tenimi. Tôi có thể giúp bạn quản lý nhóm và cung cấp cho bạn các phân tích chi tiết. Để bắt đầu, hãy nhấn vào thêm tôi vào nhóm. Rồi, khi bạn thêm tôi vào nhóm, nhóm đó sẽ ngay lập tức sẵn sàng trong bảng điều khiển quản lý cộng đồng. Rồi, để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập tenimi.io. Rồi, chọn vào thêm vào nhóm. Ok, thêm vừa vào thì tôi đã thêm rồi. Mở bảng điều khiển này. Ok, bảng điều khiển. Bây giờ tôi sẽ vào cái phần cài đặt nhé. Chọn Mana Group. Chọn vào cái Admin. Quý vị hãy thêm cái bot Telemi này. Set nó làm admin. Ok chưa? Đó, tôi sẽ chọn server. Đây, chọn này. Server này. Admin. Server. Hello. Ok, vậy là tôi đã set admin. Rồi, bây giờ quý vị hãy trở lại trình duyệt. Trở lại cái trang web telemi.io. Quý vị hãy đăng xuất ra. Đăng xuất. Rồi, quý vị hãy đăng nhập lại nhé. Cho đăng nhập. Đó, thì quý vị sẽ thấy cái group của quý vị nó sẽ hiện lên ở cái màn hình chính. Đây, ví dụ của tôi đây, nó là cái group mà tôi đã tạo rồi. Quý vị chọn luôn vào cái group của quý vị, nó hiện ở cái trang màn hình chính này. Rồi, thì ở đây quý vị muốn thêm thông báo này, thì quý vị chọn vào thông báo. Để tôi sẽ xóa cái này đi đã. Đó, quý vị chọn vào thông báo, nó sẽ ra một cái như ở màn hình của tôi ở đây. Thì ở đây là cái gói miễn phí nhá. Gói miễn phí tối đa 5 thông báo. Ok. Bây giờ quý vị hãy tạo một thông báo này, chọn này. Quý vị hãy chọn cái múi giờ 7 cộng. Đây là thông báo mỗi ngày, hoặc là mỗi tuần này, hoặc là mỗi tháng. Tức là một ngày quý vị có thể đặt một thông báo, chỉ định theo ngày, theo tuần, hoặc là chỉ định theo tháng. Ok, ở đây tôi sẽ chọn mỗi ngày đi. Thời gian này, tại một thời điểm nhất định trong ngày. Tại thời điểm, rồi quý vị có thể đặt thời gian mà bot sẽ thông báo theo ngày này, theo giờ và theo phút. Ok, tôi sẽ đặt theo ngày đi. Rồi, và cái giờ cụ thể, ví dụ tôi chọn là 9 giờ chẳng hạn, 9 giờ 30 phút này. Đó. Quý vị muốn bot nó ghim cái thông báo này lên trên cùng thì quý vị tích vào đây. Đó. Ok chưa? Tôi sẽ không cần ghim thì tôi sẽ không tích. Rồi, bây giờ đến cái phần tin nhắn văn bản. Thì quý vị muốn bot nó thông báo cái nội dung gì, quý vị hãy đánh vào đây. Đó. Hoặc quý vị cũng có thể
chọn cái ảnh mà quý vị muốn. Bot Telemi này nó tự động nó gửi ảnh này, ok chưa? Thì quý vị chỉ việc chọn vào tệp hình ảnh này, rồi quý vị tải một cái ảnh lên đó. Còn ở đây tôi sẽ sử dụng tin nhắn văn bản đi. Tôi sẽ lấy một cái đoạn mã, đoạn lời chào chẳng hạn, hoặc là thông báo. Đây thì tôi sẽ copy và paste cái đoạn văn bản mà tôi muốn bot nó thông báo vào đây. Đó, thì đây là cái nội dung mà tôi muốn cái con bot Telemi bot này nó sẽ tự động gửi tin nhắn hàng ngày, mỗi ngày nó sẽ gửi một tin nhắn vào group theo cái giờ mà tôi đã chỉ định, ok chưa? Đó. Rồi, tôi có thể chọn vào xem trước này. Xem trước, mở ra Telegram này. Open này. Đó. Thì đây, đây chính là cái nội dung bot sẽ thông báo mà tôi vừa copy và paste nó vào cái phần nội dung. Ok chưa? Đó. Thì quý vị sẽ thấy luôn này. Rồi, bây giờ tôi sẽ đóng lại. Và tôi chọn vào tạo lên. Ok. Đã lưu lại. Rồi, thì quý vị có thể theo dõi cái group này của tôi. Đâu rồi? Group. Đây, quý vị có thể join vào cái group là Gold Miner của tôi để quý vị thử check cái nội dung mà tôi đã tạo để cho bot nó tự động gửi tin nhắn vào lúc 9:30 hàng ngày. Ok chưa? Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Quý vị ai chưa có tài khoản trên các sàn giao dịch thì quý vị hãy đăng ký theo cái đường link. Đó. Theo cái đường link mà tôi để bên dưới video, hoặc là quý vị join vào cái group của tôi thì quý vị lấy cái mã đăng ký mà bot nó báo như thế này để ủng hộ tôi tiếp tục làm những cái video để chia sẻ cho quý vị tham khảo. Ok, tôi xin kết thúc video này.